Việt Nam sẽ mất khoảng 9% GDP khi mực nước biển dâng thêm 1 mét vào năm 2100. Đây là thông tin được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết mới đây. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam là một trong năm nước sẽ chịu tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu, mà cụ thể là hiện tượng nước biển dâng. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, vào cuối thế kỷ này, tức là vào năm 2100, nhiệt độ trung bình mỗi năm của nước ta sẽ tăng 2-3 độ C, kéo theo mực nước biển sẽ dâng lên và kịch bản dự báo cao nhất sẽ là dâng đến 1 mét. Nếu nước biển dâng lên 1 mét thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập đến 39% diện tích, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập đến 20% diện tích, các tỉnh đồng bằng sông Hồng có biển ngập 10% diện tích và các tỉnh miền Trung ngập khoảng 3% diện tích. Có ít nhất 10% dân số Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu trước mắt để giảm bớt tác động này, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, chính phủ ưu tiên giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách tăng diện tích rừng ngập mặn, sau đó từ năm 2020 đến 2050 mới ưu tiên biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.